Làm vòng Phước ơi, làm vòng. Chạy được không? Không chạy được, anh chạy cho. Ô, coi chừng cán hai tấm kia. Ui. Thôi qua luôn đi. À. Con này S325 22 mã lực các bạn nha. Vô tầng nhanh hả? À, tới rồi thắng ăn không? Vừa thắng vừa con nha. Ô, chà. Ok á. Mấy cây quan trọng, thắng luôn quan trọng lắm. Thắng luôn quan trọng lắm. À. À. Hai bom hả? À, hai bom luôn. À. À. Đứng chỗ mà quay một ngón một ha. Vỏ rồi mới giữ ra. Vỏ đi xe nó luôn á anh. Vỏ Beriton nè. Thằng Nhật là anh thấy nó đa số vỏ Beriton nha. Hả? Số chậm thôi. Tắt máy em ơi. Cho nó sát nách à. Anh thấy đẩy nó nhanh hơn lại. Yên rin ha. Yên rin, yên nhúng ha. Yên nhúng. Đom leo lên nhúng cho coi. Yên còn biết đã lắm. À. Yên thôi. Yên nhúng. Để coi coi con này chạy được bao nhiêu ngày rồi. 872 giờ quy ngày ra được nhiêu ta? 12 một ngày chạy được 87 tiếng, 10 ngày 70 tiếng. 100 ngày là 700 tiếng. À, chạy ra chạy được có 150 ngày à. Mới quá như chưa tới nửa năm à. Nó mới. À. Chạy mới có nửa năm à. Nửa năm nhớ mấy, 872 ngày giờ chạy mới nửa năm nhớ mấy. Mới lắm. Số tay trên này nó khỏe nè. Dạ. Chạy.
số tại trên mà số ba số này luôn ta. Dạ. Ba số nhân tầng mấy tầng? Ba tầng. Ba ba là chín, chín số. Ba tầng. Cái này siêu chậm đây đúng không? Là, siêu chậm. Siêu chậm. Rồi chậm vừa, rồi nhanh. Nhanh, rất là nhanh. Dạ. Siêu chậm vừa nhanh ba tầng. Này sới nè. Bên cơ. Này vi sai hả? Rồi đúng anh, vi sai anh. Khóa vi sai. Còn bên này gì? Đó là một cầu hai cầu. Rồi đúng rồi, vô cầu đó anh. Vô cầu nhẹ quá ta. Dạ hai cầu đó. Sao mấy con kia vô cầu đã nặng lắm nha. Hai con này con mới lắm anh. À. Mà nó mới lắm. Chứ thường thường mà nó chạy mà nhông vô cầu mà mòn rồi là nó vô nặng lắm, còn này nhẹ. Dạ. Nhẹ như không vậy. Con cơ nè. Con cơ, con cơ, nhưng mà công nhận cái vàng mã vàng mặt trời của nó còn ok, đạp nó nhẹ nhàng ha. Đó. Này bật lên vậy hả? Wow, mới dữ anh. Mới lắm, cái mai này nó mới lắm. Nó chạy tập cho mấy giờ. Ủa cái ông hơi này nó chế thêm hả ta? Cái ống hơi mà nó chế thêm lên đó hay sao ta? Đúng rồi, của rin nó vậy đó anh. Hả? Rin của nó vậy á. Rin nó vậy hả? Dạ. Anh tưởng nó thế nên nó chế lên như vậy là em biết để anh chi không? Để cho nhớt á. Để cho nhớt á, khi mà nó mà thổi lên là tự động nó tao nó đi về lại. Dạ. Đúng rồi. Nó không có bị là thổi ra. À. Cái gì? Nhớt tay lái thị lực á hả? Dạ. Nhớt tay lái thị lực ngay đây à? Dạ, đây chế đây. Nhớt ngay đây. Đúng đúng đúng. À. Đó. À tay lái trợ lực nó xài cái 10 anh. Nó còn mới ha. Nhớt sao còn mới dữ ta? Mới chế à? Em nó đẹp lắm anh, coi nhà ông bếp nó nè. Heo bếp, bếp bếp còn bấy màu luôn. Cái nhớt mà nhớt này xài biết bao giờ cho hư ta. Dạ. Nhớt trong veo ha. Nó lọc ngay đây luôn hả? Nhớt ống còn bấy màu. Ờ. Ống còn trắng toát ha. Vàng ống đi, ống gì đây? Ống dầu đồ luôn nó, ống dầu ống à, tay lái trợ lực. Dạ. Ống dầu tay lái trợ lực, ống đi ống về. Đây nè. Dạ đúng rồi. Đây cái bắt đầu đi, nó vô xong rồi bắt đầu nó đi đường xuống đây. Đường đi, đường về. Nó trợ lực thành thử ra là cái nó rất là nhỏ. Hai bơm nè. Nó cũng một bơm bên riêng, bơm tay lái riêng. À, con này mà nếu người nào mua chúng con này thì xài ok, mới quá mới. Ừ. Đèn còn lắng con ha, mới ken ha. Hả? Lắp ở đâu vậy? À nó gắn vô đó. À gài vô đó rồi mới đập kia lên. Dạ. Ồ. Ừ. Đèn rin nữa không đây? Rin cho xe của nó đó anh. Sao nó mới à, có chữ da băng nè. Dạ đúng rồi, rin cho xe của chữ da băng nè. Dạ anh cứ nghĩ cái nước sơn nó mới cỡ này thì xe đèn đút rồi của nó đẹp lắm. Cái này nó xúc keo nó chưa dán rồi nó. Không phải keo đâu, nó có con ốc trong này nè. Ốc cái gì vậy? Ốc ốc thọt à. Do anh bắt ngược cho ra. Em dán keo lên cũng bung à. Ốc anh coi mà 7 màu mà. Cô nhà ốc à rồi. À. Ồ cái ống mà cái ống mà láp mà để ra cầu trước cái thằng này nó chế như vậy là nó ít bị cong rồi nè. Dạ, đúng rồi. Thằng mít xu nó dở cái nó nằm sát dưới bụng nè. Nó nằm từ đó mà nằm ra đuôi sau nó hay bị cong. Xuống cong là chết là cong liền. Ờ. Con này mà chạy vô đồng vô đồ là bảo đảm luôn, nó chạy nó lên trên nè. Yên nhúng, yên rin luôn ha. Rin luôn. Ô cái con này bên đó nó chưa sới em ơi. Nó xài nó để kéo không à. Ý là đuôi kéo nó chụp cái mà cái đuôi sới lại nè. Thắng bên ngoài nè. Ổ thắng bên ngoài này rất là dễ thay da thắng nè. Ổ thắng này dễ thay da thắng lắm. Nó nằm bên ngoài. Bách kiếm.
Vỏ mới len can ha, có đèn đuôi sau. Con này nói chung người nào mua chúng con này xài là biết chừng nào, biết kỹ biết chừng nào mới dùng cho nó. Mới quá mới. Khoan để anh coi thử đây cái vàng mà tay lái của nó. À đây, nó qua cây ti này. À nó qua cây ti này. Qua cây ti đẩy ở dưới. Đó, tay lái dưới bụng đó. Dưới bụng nhưng mà điều cái nó đâu có bị xuống dưới cầu đâu. Đúng rồi, thấy không? À, nó nằm giữa trong cầu nè. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Rồi, mến chào các bạn. Nhớ nha, số điện thoại bên phải tiêu đề của video có chữ V về bấm vô. Đó. Ơi, hồi nãy anh báo giá chưa ta? À, rồi. Điện báo giá ha. Rồi, ok.